bà ở thời gian pil và hai chữ bay sắp đáy để khi ông bạn bằng hai bộ tốn pi vị thi này cao số c paragraph nhưng sắp đáy muốn khi ông bạn bằng hai bộ tốn cho phép vị cao số c conclusion đưa mỗi câu vào dụng bật vào paragraph sản phẩm sắp đáy này khi ông đang bằng hai bộ phép paragraph mỗi đại bộ năng số c đứng mỗi câu đại bộ năng chụp nó về đại bộ riêng bẹp bòn chỉ mỗi năng cao số c paragraph hai paragraph này cứ chia process paragraph ta ở với tới chia process paragraph bởi riêng mơ mà khi ông để dùng đấy ní process paragraph này dương ai như vậy bạn ta chỉ how to paragraph bạn này ta chỉ port a paragraph đại bằng hai như mỗi câu bằng dual prop này án pi vị thi này cả vừa với mùi how chỉ tu tới là không process paragraph này cứ tại tại riệp rộp ẩm pi chùm hiên sầm khăn sầm khăn bẹp bòn chỉ mỗi là cả vừa với mùi bà khi nhóm bạn vừa cả sầm khăn này dùng đấy là mấy ai ôn dual căn để cho bạn chẳng đi khi nhóm bạn là không chán đi process paragraph cứ chỉ how to paragraph đưa mỗi câu bằng hai này an bí rồi biết này ca vừa với mỗi how to do something how to do tới nâng không process paragraph này sẽ xế còn nâng bằng bay chùm hiên mỗi mỗi ai này an còn nâng hai nâng không chùm hiên mỗi mỗi nâng ạ nè sẽ xế tới tay phần dô lập này an ở chức ba bi chùm hiên này còn vừa với mỗi rưu mỗi có chùm hiên là không ca vừa với mỗi chẳng không nâng bằng hai bí structure rồi bỏ process paragraph tầng mù làm bề phổ nâng nâng phổ chế sở xế chúm hiên tìm mối nó cứ dân chập đám đôi paragraph đó tây tiện chân dân chập đám đòi miên topic sentence hai topic sentence nó không process paragraph ní cứ dân trở tại prap này án ông pi topic đại dân sở xế mà này thay dân sở xế ông pi ở vậy hỏi nó không topic sentence này thật đá có dân alert prap này án ông pi procedure rồi mỗi có đồng nạc ca này ca vừa với mỗi đồng bây quận đang thả nít chia process paragraph dương năng bằng hai vị đồng nạc ca lấy mỗi tí họ making a pizza is easy if you follow these steps nít cứ chia topic sentence rồi process paragraph mình chắc mà dương mơ mà khăn ông ní making a pizza nít cứ chia topic bạn này thả dương prap này an ở vị topic how is easy if you follow these steps nít cứ chia ca alert prap này an thả dương nẹ sổ xế nít nâng bằng hai prap này an vì ca vừa pizza hay miền step môi chấm nút này dương cho ai quạt đằng và chấm hiên thì pí cứ dương tới chấp đám này ca sở xế supporting sentences mình tua pí ca sở xế topic sentence này khăn ông đi supporting sentence môi môi cứ prap này an làm pí chấm hiên môi môi hay nè sở xế đi tới tai phần vô này an làm pí chấm hiên nó gọi cho ba tiết tôm này an quạt đằng ở tí họ the first step chấm hiên thì môi cứ ca promote kêu sam bà rồi mỗi co dương dễ gì sao lấy the first step is to gather the ingredients you will need bản chân khăn ông đi topic sentence supporting sentence thì mỗi ní cứ nè sợ xế quạt prap này a nó pí đầm nạ cao đầm bốn được trong ca phơi pí giá cứ bảo mẫu kêu sao mà sần đầm nạ cao thì ấy rồi mỗi co đầm nạ cao trong cái này ca sợ xế process paragraph cứ dương bằng chop paragraph nói conclusion hai conclusion đi ai cứ thì mỗi dương ai bằng hai pí là tập phong để dương phương bản ở tí hố dương này dây pí là tập phong này cá phương tam đậm nạ cá này cá phương pizza nhưng trong cáo dương trăm nhầm pizza dương tự rồi mỗi có dương ai restate topic sentence lang vĩnh dương ai bắt đầu suggestion dương ai chỉ có rồi mỗi có dương ai vốn này an ai bạn đấng thật tá nơi pí để quạt follow step này hay quạt bằng phương ấy sưu chương muốn đòi được nghiệp nào nhưng ở tí hố nó không đi now sit down and enjoy your delicious pizza đã bà đi cứ bằng hai tháng nơi pi đại quật phơi tam đậm nạ cá đã nẹt sổ xế prap đại quật phơi tam chân trong cày nẹt án chấm tại nhâm pi giá năng tử của quật phơi hào ấy quật phơi tam đậm nạ cá đang hỏi pi giá quật mình chân này chân không đi nhóm ban lược của tí hôm mới đại bằng hai ôn pi ca sổ xế process paragraph hay topic được nhóm lược lại nó cứ bẹp pon chỉ mỗi năng cá apply for scholarship rồi mới có đại học có nhóm ban bạn trai ca đã học được có chia chủng hiến chủng nôn pram nếu mới có pram chủng hiến thì mới cứ figure out which program or major program matches your goal bạn này thay thử bốn môn này dương đã học được có bán to thầy dương đăng ta ta chủng điên môi ná rồi mới có cam vị thi môi ná đá trời chỉ môi nắng cô đá chỉ vật bảo dương rồi mới có cô đá càng gì bảo dương chân dương đã cả đấy bảo dương đăng thầy dương trong phương ấy phó nắng to thầy dương đăng thầy dương phương ấy hỏi bạn dương đã hà được có bán chơi rơi chủng điên mỗi bản và to bây giờ đăng chủng điên đại dương ai đã bán ấy pe khá về mảng miền tầm mà cam về thi mỗi có miền tầm mà chủng điên với ai miền lơ pin mỗi chủng điên nhưng mỗi có mỗi cam về thi dương sẽ lấy vô chủng điên đi pin ấy cứ dương sẽ lấy vô cam thi đại trứ chỉ mỗi năng dương bạn này tha best fit program đại trứ chỉ mỗi năng cô đại dương trường kế
chúng hiên tị bấy cứ dương sắc xa ta ta cam vị thi nâng kì miên đầm rơi ca ấy khá rưu môi có miên requirement ấy khá đại dương tơ bằng bình ấy kì ở tí hoa kì áo dương miên bằng tụ ăn lễ IELTS pram chọt pram rưu môi có phẩm môi chọt pram kì áo dương miên sử nhá bắt thân áp bạc ở nhá bắt rưu môi có ấy bằng tụ thầm phẩm mán bi rưu môi có ấy tí bốn cứ dương bê đại dương đăng bì requirement hói dương tơ tái bằng bình requirement nâng ấy bàn miên ấy đại kê chóng tơ ca bì dương rưu môi có miên à vậy để cái tìm tiền dương miền bàn háo dương chấp đám sơ so application rồi step trong cái step thứ năm cứ dương submit application này chỉ process tu tới rồi mới có làm nãy ca tu tới này ca đã hà được co hãy khi nhông trong ở lớp ôn ôn được lại nên tích để xa nơi khi nhông process paragraph cứ dương sơ so say bẹp chỉ mỗi những làm nãy ca này ca vừa vậy mùi nhưng chẳng nơi mục supporting sentence mỗi mỗi to thể dương miền bẹ rồi mới có order signal the time order signal là bây mình chưa tới phần này an thá, ní chi chấm hiên tí muối, muối tiết chi chấm hiên tí pí, rồi một rưỡi co, và dụng muối tiết chi chấm hiên tí phần màn, chẳng có tí hoa và dương bơ, bẹp bọn chấm muối nâng sentence connector, dương ai phở bị first, đại bởi chạy pí chấm hiên tí muối, second, bình chạy pí chấm hiên tí pí, và tỏ mà miên third, miên fourth, miên là dạng tới, rưỡi muối cử dương pra bị, then, next, after that, miên vá, rưỡi muối cử finally, ní cư bằng hai pí chấm hiên trong cửa kì, và rưỡi muối cử dương ai pra bị before, and after ba before and after ni jeung baich prae comma te ti ho before you leave the house turn off all the lights ba nei ta knong ni vi phchop chmuoy nang clear muoy nei prayok injang jeung at baich prae comma te comma keu pe dai jeung phchop clear banchop clear muoy ba rue muoy ko phchop clear muoy te clear muoy begin writing after you have brainstormed your ideas ba ni chi ti ho banghan pi before and after rue muoy ko jeung aich prae pi banchak pi orders ti ho the first step, the second step, the final step, rồi mỗi cái dương pra ở tiho after 5 minutes, after 10 minutes, anh chẳng tất cả những si song lưới dương, so say, tiho after you take your pizza out of the oven, ní có bằng 2 pí, pê về lý ấy mùi đài, bà. Anh chẳng, nhóm ban bằng môl, step rồi bọc nhóm, để nhóm ban brainstorm, nơi môn ní, hay bằng 2 bằng ôn nắng, tư chía, rồi cùng ní là chưa paragraph, bùi chẳng bởi dương mơ mà khăn ông ní, applying for scholarship is no longer difficult if you follow these 5 steps. Ba chang ma nei tha no khnom ni khnyom mien prathean ba khnyom keu applying for scholarship hai khnyom alert ne an pek pon chmuoy nang damnak kal nei ka da ha rupako keu mien chumhien chumnuon 5. First ni keu chi piek dambei banghan pi order da khnyom ban banghan phuon phuon ka pi mun you have to figure out which program or which major or program matches your goal. Ba second ni khnyom highlight mơ tiết kư chi piek banghan pi order tiết after you have made up your mind select the best fit program. Ba patop ma tiết next study the requirements of the program to prepare yourself for the application. After that bacheak pi order tiết hoy patop pi jeung chreu rœu jeung khơi requirement hoy you have to meet the requirements and get your application done. Và này thay dương trâu tái bằng pinh nữ đầm rơi ca để kia đạo dương bằng pinh chìm môi nâng bằng chọc application. Finally ní bằng chạy bí chùm hiên trong crowd. But finally submit your application once you have gathered all the documents. Và này thay bí đại dương bằng môl ai cơ xa mà thật ở hói dương tự xây application chọc hói submit application đạo kì. After all this hard work và tôi bí dương come bằng bên ca nghe đó lũng bạc này chọc hỏi you can now wait for the good news from the scholarship committee. Anh ấy cứ bằng 2 pí result thay là dương chọc ấy dương nâng lũng bân túc rưu mỗi có dương rưu mỗi có chi expectation của bạn dương chăm từ mớ lạc tập hóa rồi bỏ hà rộp có đáy rưu mỗi có chăm đầm nâng lõ pí cả nạ cam ca hà rộp có ní cứ chia ca summarize rồi bỏ nhóm rưu mỗi có chia summary rồi bỏ nhóm bẹp bọn chỉ mỗi nâng đặc biệt rồi mỗi câu chấm hiên này ca sẽ say process paragraph thì mỗi những termin topic sentence và toa máu và toa bị topic sentence nhưng nơi không bá đi cứ những termin step 1, step 2, rồi mỗi câu step bay step 4, step 5 mà đang sai chữ dương đừng chân trong đấy khi lại thá step n trong câu ở những thứ mình chop paragraph nói conclusion đâu chỉ paragraph là tay tiện chân bài chân ocon ôn ôn trái đại ban chấm nai p đảo miền nằm lấy màu mưa video bằng riêng sẽ đây vì cao sẽ xây paragraph process paragraph thì dân là chụp nên video khó đó đại khi nhóm đang bằng 2 tí prophet này paragraph xem tiết 3 ở cuốn xong chúng mình